cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Pai Xiao Yin, chấn động vụ sát hại con gái nữ diễn viên nổi tiếng. Năm 1997, một vụ án đã làm rung chuyển Đài Loan bởi sự dã man và vô nhân đạo của một nhóm tội phạm. Nạn nhân là nữ sinh 17 tuổi, con gái duy nhất của một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô đã bị bắt cóc trong khi đang đi bộ đến trường. Cái chết đầy tức tươi của cô đã gây nên sự phẫn nộ cho rất nhiều người dù đã nhiều năm trôi qua. Ngày 14 tháng 4 năm 1997, như thường lệ, nữ sinh 17 tuổi tên là Pai Xiao Yin chào mẹ trước khi tới trường. Hai mẹ con còn hẹn nhau sẽ cùng đi mua sắm vào buổi tối. Nhìn con gái rời đi, Pai Bình Bình không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy con còn sống. Khoảng 16 giờ hôm đó, Pai Bình Bình bỗng nhận được một cuộc điện thoại gọi từ số lạ. Khi cô vừa nhấc máy lên nghe, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên, dường như người này đang say rượu. Khi Pai Bình Bình đang định cúp máy vì cho rằng đầu dây bên kia đã gọi nhầm số, thì gã đàn ông lạ liền yêu cầu cô đến gần một nghĩa trang để lấy lại đồ của con gái. Nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm tâm trí của Pai Bình Bình. Trong căn phòng thời điểm đó còn có hai người đàn ông khác là một vị đạo diễn và anh trai của Pai Bình Bình. Họ lập tức nghĩ đến viễn cảnh xấu rằng Xiao Yin có thể đã bị bắt cóc. Mặc dù gã giấu mặt đã cảnh cáo Pai không được báo cảnh sát, nhưng trong cơn tuyệt vọng, cô vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Địa điểm được chỉ định là một khu vực rất rộng lớn và vắng vẻ. Do trời đã tối nên dù đã tìm kiếm hơn 4 tiếng đồng hồ, họ vẫn không phát hiện ra điều gì. Khi gần như đã hết hy vọng, Pai Bình Bình chợt nhìn thấy một chiếc túi ni lông, bên trong có đựng một hộp cơm trưa của Xiao ở ngay gần lối vào. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin cũng đủ để Pai Bình Bình và những người có mặt nhìn thấy bên trong hộp là một vật gì đó nho nhỏ. Nhẹ nhàng dùng đôi đũa để gắp nó ra và quan sát kỹ hơn, Pai Bình Bình thét lên kinh hãi khi nhận ra đó là một ngón tay út. Cả đêm hôm đó, người mẹ này như ngồi trên đống lửa khi nghĩ đến việc con gái đang gặp nguy hiểm. Hôm sau, Pai Bình Bình tiếp tục nhận được một cuộc gọi khác. Người ở đầu dây kia đòi 5 triệu đô la Mỹ tiền chuộc nếu muốn giữ mạng sống cho Xiao Yin. Không muốn con gái gặp bất trắc, Pai Bình Bình đã làm theo mọi yêu cầu của bọn bắt cóc và chuẩn bị sẵn tiền, nhưng mãi mà chúng không hẹn gặp do lo sợ có cảnh sát theo dõi. Trong khi đó, do những tên bắt cóc sử dụng đến hơn 10 số điện thoại khác nhau để liên lạc nên cảnh sát vẫn chưa thể lần ra số điện thoại của chúng. Pai Bình Bình sinh năm 1955, là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Đài Loan, được khán giả biết đến với những vai diễn trong các bộ phim như Dòng Sông Ly Biệt, Võ Thập Lang. Tuy nhiên, cuộc đời của người phụ nữ tài hoa này lại không hề trải đầy hoa hồng. Năm 1975, Pai Bình Bình chuyển đến Nhật Bản để học tập và phát triển sự nghiệp. Ở đây, bà đã kết hôn với một họa sĩ người Nhật và định cư tại Tokyo. Tuy nhiên, hạnh phúc đến với cô quá ngắn ngủi. Đến khi mang thai cũng là lúc cô cay đắng nhận ra thói nát rượu của chồng mình. Cô đau khổ trở về Đài Loan và sinh hạ một người con gái lấy họ mẹ là Pai Xiao Yin, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1980. Mặc dù có mẹ là người nổi tiếng nhưng cuộc sống của cô gái Xiao Yin không khác gì những nữ sinh bình thường, hàng ngày cũng phải tự đến lớp. Xiao Yin luôn chan hòa với mọi người và sẵn sàng giúp người khác khi họ cần. Cuộc sống của Xiao Yin có lẽ sẽ cứ êm đềm như vậy nếu không có thảm kịch xảy ra vào năm cô bé 17 tuổi. Sự việc kinh hoàng này đã thay đổi cả cuộc đời hai mẹ con bà Pai Bình Bình. Sau nhiều ngày tập trung tìm kiếm từ các số điện thoại mà nhóm tội phạm sử dụng để liên lạc với Pai Bình Bình, cảnh sát đã phát hiện ra một cái tên khả nghi, đó là Lin Chung Seng. Lục lại hồ sơ của người này, cảnh sát biết được Lin Chung Seng từng có tiền án trộm cắp tài sản. Lin đã gọi nhiều cuộc điện thoại đến một đối tượng khả nghi khác tên là Chen Jing Sinh. Đáng chú ý là Chen có tiền án về tội bắt cóc, bạo hành, cưỡng bức và từng ngồi tù chung với Lin một thời gian. Tiếp tục rà soát các cuộc gọi lẫn nhau của chúng, cảnh sát tìm thấy một đối tượng khả nghi nữa, tên là Gao Tian Minh. Giống như Lin và Chen, Gao cũng nằm trong danh sách đen của cảnh sát. Tuy nghi ngờ nhóm tội phạm này nhưng cảnh sát vẫn chưa đủ bằng chứng để bắt giữ cả ba. Ngày 25 tháng 4 năm 1997, Pai Bình Bình nhận được cuộc gọi tiếp theo của nhóm bắt cóc. Chúng hẹn cô chuẩn bị đem tiền để trao đổi. Thông tin này lập tức được báo cho cảnh sát. Đúng hẹn, Pai Bình Bình đã chuẩn bị đầy đủ tiền theo yêu cầu của chúng. Cảnh sát cũng chờ đợi thông báo tiếp theo nhưng bọn bắt cóc đã không xuất hiện. Cảnh sát buộc phải chuyển hướng khác. Họ tiến hành điều tra những người thân của ba đối tượng khả nghi, từ đó lần ra địa chỉ nhà của vợ Chen Jing Sinh. Một nhóm trinh sát được cử đến nhà vợ của Chen, phục kích để bắt hắn. Tuy nhiên, ngay thời khắc Chen Jing Sinh chuẩn bị bước vào nhà, vợ hắn đã hét lên để báo động. Chen nhanh chân trốn thoát, mang theo toàn bộ hy vọng tìm thấy Pai Xiao Yin. Từ đó, cũng chẳng có thêm cuộc gọi nào nữa. Lúc này, cảnh sát không loại trừ khả năng Pai Xiao Yin đã bị sát hại.
Dù vậy, gia đình và bạn bè của cô bé vẫn không nguôi hy vọng Xiao Yin sẽ trở về lành lặn. Nhưng rồi, tia hy vọng cuối cùng đã chấm dứt vào ngày 28 tháng 4 năm 1997. Ngày 28 tháng 4 năm 1997, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân cho biết họ nhìn thấy một xác nữ giới đã bị phân hủy, cái xác nổi trên một con mương cách nơi ở của Xiao Yin khoảng 12 km. Cơ quan pháp y xác định nạn nhân đã tử vong khoảng một tuần trước. Tuy diện mạo nạn nhân đã không còn nguyên vẹn nhưng cảnh sát lập tức cảm nhận rằng đây chính là Xiao Yin bởi thi thể này không có ngón tay út. Quanh cổ nạn nhân có nhiều dấu vết bị siết cổ. Khi Bai Bình Bình đến hiện trường phát hiện thi thể, bà như rụng rời chân tay và khẳng định đó chính là con gái của mình. Chỉ cần nhìn đôi chân là tôi biết, đó chính là con tôi. Tôi nuôi con bé từ nhỏ đến lớn, lẽ nào tôi lại không nhận ra, nữ diễn viên đau đớn cho biết. Và rồi kết quả pháp y sau đó đã xác nhận điều này. Bai Xiao Yin đã bị cưỡng bức và đánh đập dã man, dẫn đến xuất huyết nội tạng và cuối cùng là bị siết cổ cho đến chết. Từ vụ bắt cóc tống tiền, nhanh chóng sự việc đã trở thành vụ án giết người nghiêm trọng. Dư luận Đài Loan bàng hoàng và chấn động sau cái chết của nữ sinh xinh đẹp. Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả nước, nhất là khi những tên tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, cuộc điều tra của cảnh sát cũng diễn ra vô cùng khẩn trương với quyết tâm cao độ nhằm tìm được các nghi phạm liên quan. Một cuộc biểu tình đã diễn ra vào tháng 5 năm 1997 với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Trong khi đó, cuộc điều tra của cảnh sát cũng diễn ra vô cùng khẩn trương với quyết tâm cao độ nhằm tìm được các nghi phạm liên quan. Ngày 19 tháng 8 năm 1997, sau khi nhận thông tin từ quần chúng thông báo có hai người đàn ông khả nghi đi vào một tòa nhà cao tầng, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Thấy bóng dáng cảnh sát, hai đối tượng đã tìm cách trốn ra ngoài bằng cách leo xuống từ một cửa sổ tầng 6. Khi xác định hai đối tượng chính là Lin Trung Seng và Gao Tian Minh, lực lượng cảnh sát lập tức tìm cách tiếp cận các đối tượng. Một nhóm đuổi theo Lin Trung Seng lúc này đang chạy vào con hẻm nhỏ. Cuộc đấu súng căng thẳng đã nổ ra sau đó giữa cảnh sát và tên tội phạm khiến cho một cảnh sát chết tại hiện trường, một người bị thương. Lin Trung Seng đã bị dính 6 phát đạn trước khi tự chĩa nòng súng vào thái dương để tự sát. Nhận thấy đồng bọn của Lin vẫn ở gần đó, một lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm đã triển khai để vây bắt. Con phố Gu Trang bị phong tỏa và khám xét nhưng Gao Tian Minh đã trốn thoát. Sau vụ tự sát của Lin Trung Seng, Chen Jing Xing và Gao Tian Minh càng trở nên điên cuồng. 6 tháng sau cái chết của Bai Xiao Yin, cảnh sát nhận được thông báo của người dân phát hiện 3 thi thể tại một bệnh viện thẩm mỹ, nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Tại hiện trường, cô y tá trung tuổi bị trói bằng băng dính vàng, đang nằm sóng xoài giữa vũng máu và giữa trán là một vết đạn. Trong nhà tắm, thi thể của hai vợ chồng bác sĩ cũng được tìm thấy. Dựa vào lời khai của các nhân chứng, cảnh sát xác định thủ phạm của vụ án đẫm máu này lại là Gao Tian Minh và Chen Jing Xing. Cảnh sát khi nhìn thấy hiện trường vụ án đã không giấu nổi sự phẫn nộ về độ máu lạnh của chúng. Nguyên nhân của vụ thảm sát sau đó được làm rõ là vì vị bác sĩ từ chối làm phẫu thuật thay đổi ngoại hình cho những tên tội phạm này. Vài ngày sau đó tên Gao Tian Minh đã chạm trán cảnh sát, họ đã hành động quyết liệt để bắt hắn. Biết không thể trốn tránh, Gao Tian Minh đã chọn cách giống như tên đồng phạm, hắn đã tự sát bằng súng. Sau đó không lâu, tên tội phạm cuối cùng trong băng đảng là Chen Jing Xing cũng bị bắt. Hắn nhanh chóng thừa nhận tất cả mọi tội ác từng gây ra. Chen Jing Xing cũng thú nhận vụ bắt cóc cô bé 17 tuổi vào tháng 4 năm 1997. Tháng 12 năm 1998, Chen Jing Xing với tội danh bắt cóc, giết người và tấn công tình dục đã bị xử mức án tử hình. Tháng 10 năm 1999, tên tội phạm độc ác đã bị đưa ra pháp trường xử bắn. Tuy công lý đã được thực thi nhưng những nỗi đau mà chúng gây ra cho gia đình các nạn nhân sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa. Sự thật về vụ mất tích bí ẩn của người phụ nữ bị hạ thuốc ép thác loạn. Vào thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2006, Nicole Pies, 32 tuổi, bỗng mất tích kỳ lạ ngay tại nhà riêng của mình ở phố Linwood, bang Washington, Mỹ. Người phát hiện ra sự việc trên và thông báo đến cảnh sát là chồng cô, anh David Pies, 34 tuổi. Theo lời khai của David, lần cuối cùng anh nhìn thấy vợ mình là vào tối đêm hôm trước, tức ngày 27 tháng 1. Cụ thể, sau khi tan làm vào lúc 11 giờ đêm, David đã về nhà và thấy vợ ngủ say. Thấm mệt sau một ngày dài làm việc, anh cũng lăn ra ngủ cạnh vợ một mạch đến sáng. Thế nhưng hôm sau, khi thức dậy chuẩn bị đi làm, anh lại không thấy vợ đâu hết. Ngỡ tưởng Nicole có việc ra ngoài từ sớm, nên David đã không lo lắng gì nhiều mà tất bật sửa soạn và lái xe đi làm. Đến gần trưa, David có gọi điện cho vợ để thảo luận với cô về bữa tiệc cưới của một người bạn sẽ diễn ra vào buổi tối. Tuy nhiên, đến tối, chỉ có David là có mặt tại buổi tiệc, còn Nicole lại không thấy xuất hiện. Tưởng Nicole đã quên giờ hẹn,
David liền gọi điện cho vợ để hỏi xem cô đang ở đâu, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh thông báo là số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Lo lắng có chuyện chẳng lành, David xin phép bạn bè cho mình về nhà trước để kiểm tra cho vợ mình, vì gần đây sức khỏe Nicole cũng có phần suy yếu. Thế nhưng, khi về đến nhà, David vẫn không thấy bóng dáng vợ đâu. Thậm chí, anh nghĩ rằng Nicole còn chưa từng bước chân về nhà trong suốt ngày hôm đó. Cuối cùng, sau khi liên lạc đến người thân và bạn bè, David tin rằng vợ mình đã mất tích. Vì vậy, vào lúc 10 giờ 20 phút tối ngày 28 tháng 1, anh quyết định gọi điện thông báo đến cảnh sát về sự biến mất kỳ lạ của vợ mình. Nhận được cuộc gọi báo án của David, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại nhà riêng của cặp vợ chồng trên phố Linwood. Tại đây, họ hỏi David rằng anh có nghĩ ra được lý do gì khiến vợ mình biến mất hay không? Và David đã đưa ra một suy đoán. Anh buồn bã cho rằng vợ mình dường như đã quay lại con đường nghiện ngập cũ và quyết định bỏ nhà ra đi. Theo lời khai của David, vợ mình là một người phụ nữ có tuổi thơ bất hạnh. Vào năm Nicole 13 tuổi, cô bị mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và phải phẫu thuật hết 3 lần. Chuỗi ngày sống trong bệnh viện và trải qua hàng loạt xét nghiệm đau đớn đã khiến Nicole bị phụ thuộc vào thuốc giảm đau liều cao và chúng có chứa chất gây nghiện giống với ma túy. Mặc dù đã khỏi bệnh, Nicole không may bị sa vào con đường nghiệp ngập như một hệ lụy của việc dùng thuốc giảm đau lâu ngày. Khi đang là sinh viên đại học, tác dụng phụ của thuốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ của Nicole, khiến cô không thể tỉnh táo và dần dần mất trí. Khi đó, cô mới sợ hãi thú nhận với bố mẹ về hành vi xấu hổ của bản thân và cầu xin sự giúp đỡ. Nhờ sự động viên của gia đình, Nicole đã dũng cảm đi cai nghiện và vượt qua cơn ác mộng thời niên thiếu của mình. Kể từ sự việc đó, 8 năm trôi qua Nicole không bao giờ dám đụng vào những viên thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện ấy. Tuy nhiên, David nói với cảnh sát rằng gần đây Nicole bị chấn thương ở lưng và cô ấy ám ảnh với việc phải dùng thuốc giảm đau một lần nữa. Cô ấy không dám uống những loại thuốc giảm đau cho dù chúng là những liều thuốc an toàn được bác sĩ kê đơn. Thế nhưng, kỳ lạ là, trước khi cảnh sát đến nhà, David đã mở tủ kiểm tra lọ thuốc giảm đau và phát hiện 56 viên thuốc đầy ắp trong đó đều đã biến mất. Bên cạnh đó, anh nói rằng hình như sáng nay vợ mình có hẹn với một hội có tên là Alcoholics Anonymous. Đó là hội bao gồm những người từng có chứng nghiện ngập giống Nicole. David cho rằng, tại đây, có thể Nicole đã gặp nhiều bạn xấu và họ đã lôi kéo cô vào con đường nghiện ngập cũ. Sau khi thông báo Nicole mất tích được phát động, gia đình của cô từ quê nhà cũng bay đến bang Washington để phụ giúp việc tìm kiếm. Nhờ những nỗ lực không ngừng, 9 ngày sau khi Nicole được thông báo mất tích, thi thể của cô đã được tìm thấy trong một khu rừng rậm rạp gần sân bay Berrien. Khi đó, thi thể người vợ hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, giống như cô đã bị tấn công tình dục trước khi chết. Theo quan sát sơ bộ, rải rác trên cơ thể Nicole là những vết bầm tím do dùng lực mạnh gây ra. Cơ cổ của Nicole cũng bị thâm tím, có dấu vết về việc xuất huyết ở hai bên cổ họng và ở mắt. Giám định y khoa xác định nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Nicole là bị ngạt thở do siết cổ bằng tay. Hay nói cách khác, Nicole đã bị ai đó xâm hại và bóp cổ đến chết. Cảnh sát cũng lưu ý rằng, bàn chân của Nicole rất sạch sẽ mặc dù cô ấy không mang giày. Không có vết xước hay bụi bẩn nào dưới chân cô ấy. Do đó, các nhà điều tra tin rằng, Nicole đã không tự bước đi đến hiện trường mà có người đã bế cô đến đó. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến cảnh sát thắc mắc nhất. Điểm kỳ lạ nhất là, khi thi thể của Nicole được phát hiện, cô vẫn đang đeo miếng dán bảo vệ răng ban đêm của mình. Miếng dán bảo vệ ấy là một miếng nhựa trong suốt nhằm giúp cô loại bỏ thói quen nghiến răng khi ngủ. Đến đây, cảnh sát bỗng liên kết lại với chi tiết chiếc nhẫn cưới của Nicole. Theo lời khai của người thân nạn nhân, Nicole chỉ tháo nhẫn ra vào ban đêm, trước khi cô lên giường đi ngủ. Và quả thật, các nhà điều tra đã tìm thấy nhẫn cưới của Nicole trong phòng tắm của cặp vợ chồng. Do đó, họ tin rằng Nicole đã bị mang ra khỏi nhà và bị sát hại ngay trong đêm ngày 27 tháng 1. Đến lúc này, cảnh sát bắt đầu đổ dồn sự nghi ngờ lên người chồng David. Có vẻ như anh ta chính là hung thủ, kẻ đã dựng lên toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc mất tích kỳ lạ của vợ nhằm đánh lạc hướng các nhà điều tra ngay từ đầu. Đi cùng với sự nghi ngờ của cảnh sát, các thành viên trong gia đình Nicole cũng bày tỏ sự bức xúc với thái độ gây sốc của David sau khi phát hiện vợ mình mất tích. Đầu tiên là Tonia, chị gái của Nicole. Cô cho biết rằng David chưa bao giờ đóng góp công sức trong quá trình tìm kiếm Nicole. Cụ thể, trong khi bạn bè và gia đình ngày đêm ra ngoài tìm kiếm, David thậm chí không bao giờ dán nổi một tấm áp phích tìm người mất tích. Chưa dừng lại ở đó, hành vi kỳ lạ của David càng trở nên lố bịch hơn khi gia đình Nicole được mời tham gia một chương trình của đài truyền hình. Theo lời một vài người có mặt tại trường quay, David chỉ tỏ vẻ đau khổ khi đài đang ghi hình. Còn khi máy quay vừa tắt, sắc mặt David liền trở nên lãnh đạm và bình thản.
Thái độ trên của anh đã khiến không chỉ gia đình Nicole ngỡ ngàng, mà ngay cả nhân viên đài truyền hình cũng nhận ra sự bất thường ấy. Tiếp tục là mẹ của Nicole, bà nói rằng mình đã rất sốc với một câu nói của con rể trong đám tang của Nicole. Trong khi bà đang xúc động không kìm nổi nước mắt trước cái chết của con gái, thì David lại thản nhiên ôm lấy bà và nói rằng con không nghĩ chuyện này lại làm mẹ buồn đến vậy. Sau khi thi thể Nicole được hỏa táng, hũ tro cốt của cô bị David để lại cho chủ thuê nhà, còn thú cưng của cô thì bị đưa cho những người không thân thiết để nuôi. Như thế, khi vợ vừa mới qua đời, David đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đời mới. Mặc dù những hành vi kỳ lạ và có phần nhẫn tâm của David không qua khỏi con mắt của cảnh sát, nhưng các nhà điều tra cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội anh ta. Cứ thế, vụ án trở nên nguội lạnh trong nhiều năm. Thế nhưng, vào tháng 3 năm 2012, một lệnh bắt giữ David bất ngờ được ban hành. Thì ra trong 7 năm vụ án im hơi lặng tiếng, một thám tử mới đã được cử đến thành phố Linwood để tiếp quản vụ án. Đó là thám tử Mike Melis. Nhờ sự tận tâm và suy luận tài tình của mình, Mike đã âm thầm thu thập đủ bằng chứng để mang hung thủ sát hại Nicole bước ra ngoài ánh sáng. Vào tháng 3 năm 2012, khi lệnh bắt giữ David Pies được thực hiện, David đã có một công việc mới, một người vợ mới và một đứa con. Dường như trong suốt quãng thời gian vụ sát hại vợ cũ chưa tìm được kết án, anh ta vẫn ung dung tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Đối diện với lệnh bắt giữ và cáo buộc giết người, David phủ nhận mình không liên quan đến cái chết của Nicole và cương quyết không nhận tội. Thế nhưng, thám tử Mike đã chỉ ra hàng loạt bằng chứng đanh thép vạch mặt hắn. Cụ thể, sau khi tiếp nhận vụ án của Nicole, Mike cùng các công tố viên đã nghe lại đoạn băng ghi âm cuộc gọi báo án mà David thực hiện vào ngày 28 tháng 1 năm 2006. Họ nhận ra giọng nói của David hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí là quá hời hợt so với một người chồng bỗng dưng phát hiện vợ mất tích. Ngoài ra, kiểm tra ADN trong chiếc xe của Nicole cho thấy rằng người cuối cùng sử dụng chiếc xe là David. ADN của anh được tìm thấy tại các vị trí như cần điều khiển của xe, núm gạt nước trên kính chắn gió, vô lăng và núm sang số. Tiếp đến, một bằng chứng khác được các công tố viên trình lên tòa. Dựa vào cột sóng điện thoại từ điện thoại di động của Nicole cho thấy trong suốt buổi sáng ngày 28, điện thoại của cô luôn nằm trong văn phòng làm việc của David. Đáng ngờ hơn, cuộc gọi mà David gọi cho vợ vào buổi sáng hôm đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 21 giây, quá ngắn so với một cuộc gọi bàn luận mà anh đã nêu trước đó. Theo camera an ninh ghi hình tại văn phòng của David, cảnh sát phát hiện David đã lén lút đi ra góc chết của camera để thực hiện cuộc gọi 21 giây với vợ của mình. Thám tử Mike khẳng định rằng David giả vờ thực hiện cuộc gọi trên đến điện thoại của Nicole chỉ để đánh lừa mọi người rằng vào sáng hôm đó Nicole vẫn còn sống, tuy nhiên sự thật là cô đã bị sát hại vào đêm hôm trước. Đối diện với các cáo buộc của mình, David vẫn không nhận tội vì cho rằng bản thân không có động cơ để giết vợ. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng các công tố viên đã mời đến tòa án những nhân chứng vô cùng gần gũi với hắn. Cơ quan công tố đã gọi đến 4 nhân chứng liên quan đến vụ việc của David. 4 người phụ nữ, cũng là 4 nhân tình cũ của hắn, bao gồm Sabrina Stiegel, Samantha Duffy, Julie Freeman và Renee Stewart. Cả 4 người họ đều làm chứng rằng họ từng có mối quan hệ tình cảm với David. Đầu tiên là Sabrina, cô khai rằng mình quen biết David trước khi anh kết hôn với Nicole. Cả Sabrina, David và Nicole đều từng làm việc tại trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương. Trước khi Nicole chuyển đến trung tâm làm việc, Sabrina và David dường như đã là một cặp tình nhân. Cô thậm chí còn nghĩ rằng David sẽ cầu hôn mình vào một ngày không xa. Thế nhưng, một ngày nọ, David lại bất ngờ thông báo mình sẽ kết hôn với Nicole, khiến Sabrina vô cùng ngỡ ngàng. Vì tính David vốn phong lưu và đa tình, Sabrina đau khổ nghĩ rằng mình đã tự ảo tưởng tình cảm của David bao lâu nay. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi kết hôn cùng Nicole, David và Sabrina vẫn lén lút gặp nhau và nảy sinh quan hệ tình dục. Dù vậy, Sabrina không hề biết rằng ngoài mình ra, David vẫn còn nhiều nhân tình khác. Theo lời khai của Samantha và Julie Freeman, họ đều là nhân tình của David mặc dù biết anh ta đã có vợ. Họ khai rằng David có sở thích quan hệ tình dục tập thể. Có lần, anh đã cùng họ làm tình với một cô gái khác nữa tên là Katie. Tuy nhiên, lời khai gây rúng động nhất là đến từ Renee Stewart. Renee khai với tòa rằng David từng nói với mình rằng anh ấy hay bí mật bỏ thuốc lắc vào nước uống của vợ để cô trở nên hoang dã hơn khi họ làm tình. Thậm chí, David còn bàn với Renee rằng lần tới anh sẽ bỏ thuốc và nước tăng lực để dụ dỗ vợ làm tình tay ba. Đứng trước những lời khai của các nhân chứng, cơ quan công tố cho rằng David là một kẻ bị ám ảnh với tình dục. Anh ta khao khát được trải nghiệm những cảm giác quan hệ lệch lạc,
Do đó anh ta bắt đầu cảm thấy chán nản khi Nicole không biết chiều chuộng anh ta như cách anh ta muốn. Bên cạnh đó, bác sĩ Carol Waymack, người điều trị chấn thương lưng của Nicole trước khi cô mất tích, khai rằng Nicole đã vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ bản thân đang bị nghiện thuốc trở lại. Bác sĩ Carol chắc chắn rằng thuốc giảm đau mà mình kê đơn cho Nicole là an toàn, thế nhưng chứng nghiện thuốc của Nicole ngày một tệ hơn, khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong phiên tòa tháng 10 năm 2013, thẩm phán Michael Hayden cũng bày tỏ sự bức xúc của mình với vụ án của Nicole. Chỉ vì sự ích kỷ, đam mê tình dục lệch lạc của bản thân, David đã nhẫn tâm chuốc thuốc vợ mình, biến cô trở thành con nghiện ma túy một lần nữa, khiến nạn nhân sống những tháng ngày đau khổ, dằn vặt và sợ hãi. Cuối cùng, trong phiên tòa năm ấy, David chính thức nhận tội danh giết người cấp độ 2, kết án 18 năm 4 tháng tù. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.